Sau đây là ghi nhận về môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, sáng nay hơn 85.000 thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 với môn thi ngữ văn. Sau 120 phút làm bài thi ngữ văn, đa số thí sinh đều cho biết đề thi năm nay không quá khó. Đề thi vẫn gồm hai phần đọc hiểu và làm văn. Ngoài phần nghị luận văn học hỏi về chiếc thuyền ngoài xa, phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước. Cảm xúc của em bỏ à khi mà em làm trúng tủ. Dạ, em đánh giá đề thi này vừa sức trúng tủ em và em làm được cỡ 70-80%. Em thấy làm bài cũng dễ, nhưng mà phần em thấy ấn tượng nhất là cái phần làm văn mà câu 1 á, những cái kiểu em thích làm được, em thấy câu đó em làm được nhất. Dạ, tại nó hợp với tuổi trẻ của em á, tại vì nó hỏi về tuổi trẻ nên là em làm được. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai là môn toán, với thời gian làm bài 90 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút. Còn tại Hà Nội, các thí sinh cũng đánh giá đề thi môn ngữ văn sáng nay cũng tương đối dễ thở. Là một trong thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất, Minh Khuê cảm thấy nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi. Em cho rằng, đề thi năm nay không quá phức tạp. Các điểm kiến thức trong bài thi chủ yếu xoay quanh phần đã được học. Phần liên hệ khá thiết thực vì gắn liền với những suy nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay. Năm nay thì vào chiếc thuyền ngoài xa thì cũng... Nó khó ở cái phần liên hệ ạ, tại vì cái câu hỏi liên hệ thì thường là mọi người không nghĩ là nó sẽ vào cái đoạn đó. Theo em thấy thì đề thi năm nay phân hóa hơn so với là 2-3 năm trở lại đây. Thì nó cũng không phải là quá khó nhưng mà cũng không phải là quá dễ. Em cảm thấy vừa sức với bản thân mình thì thi xong em cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tại vì cũng kết thúc cái môn thi mà gần như là khó nhất. Đoạn năm nay ra thì có vẻ là các bạn không ôn nhiều đoạn này lắm. Các bạn không ngờ là sẽ vào đoạn này. Thế em nghĩ là có thể là phân hóa tốt đấy. Theo em thì em nghĩ là đề thi năm nay là nó được là tạm ổn ạ. Bởi vì cái bài chiếc thuyền ngoài xa em nghĩ nó là cái bài dễ nhất trong tất cả các bài ạ.